Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô anh chị. Chào mừng quý cô anh chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của Công Ô Tô. Mới nhất trong ngày hôm nay thì Công Ô Tô sẽ lên sóng làm video chi tiết giới thiệu toàn thể quý cô bác quý chị về một chiếc Kia Rio 2015 phiên bản số tự động, động cơ trang bị 1.4 nhập khẩu bên Công Ô Tô vừa nhập về đây nhé quý anh chị nhá. Xe có nước sơn màu trắng đẹp cho toàn thể quý cô anh chị. Và chiếc xe này thì vẫn hỗ trợ trả góp vay vốn ngân hàng cho toàn thể quý cô bác quý anh chị 60% giá trị xe. Quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Rio số tự động 2014-15 như thế này thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Công Ô Tô qua số hotline là 0984-883-980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán và đặt lịch hẹn xem xe. Quý chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi cũng như là cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về bên Công Ô Tô thì quý anh chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo, bật theo dõi trên fanpage cũng như là bấm hình quả chuông và thông báo trên YouTube để không bỏ lỡ những buổi livestream báo giá cũng như là cập nhật những mẫu xe mới về các bác nhé. Chiếc xe này có nước sơn màu trắng đẹp và đèn pha đã là đèn bi cầu rồi. Đây ạ. Đèn pha của xe đã là đèn bi cầu. Cho bác cùng xem đây. Đó. Đèn bi cầu trong sáng đẹp siêu sáng rồi các bác nhé. Đèn gầm cũng là đèn bi cầu, mặt ca răng hình mũi hổ, bốn xung quanh viền ca răng ốp mạ chrome cao cấp sang bóng này. Chiếc này thì 2015. 2015 thì và nó là phiên bản số động thì nó đã có trang bị xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ đây rồi. Đấy ạ, xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ này. Lốp thì còn tương đối mới, la răng đúc đẹp đây cho toàn thể quý anh chị chúng ta cùng xem đây. Đấy. Gương kính thì hoàn toàn đều là gương kính zin hết nha quý anh chị nhá. Chiếc xe này thì có trang bị ghế bọc da chỉ thêu 3D đây ạ. Rồi lót sàn cũng là chỉ thêu 3D cộng thảm rối đẹp đây nha quý anh chị nhá. Gương kính chỉnh điện này. Đây ạ. Gương kính chỉnh điện đầy đủ cho toàn thể các bác luôn. Tabli tablo thì bao đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Đó, bao đẹp luôn. Zin hết quý anh chị nhé. Zin hết luôn. Đây ạ, keo chỉ zin. Toàn bộ cho toàn thể quý anh chị này. Tem nhập khẩu đây. Đấy, toàn bộ đây nha quý anh chị nhá. Toàn bộ luôn. Tất cả những cái ốc bản lề này, cánh cửa đây. Đó, bao zin luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Chưa hề có một nốt vặn nào luôn nha quý anh chị nhé. Chưa hề có nốt vặn luôn. Rồi con này thì có chân ga tự động cruise control. Đây ạ. Có chân ga tự động nhé, cruise control hỗ trợ hành trình đầy đủ cho toàn thể quý con chị này. Rồi vô lăng tích hợp phím bấm đầy đủ đây. Và không hề bị bóng mờ các bác nhé. Xe thì bao cho các bác không chạy dịch vụ con này luôn. Đó, bao cho các bác luôn. Rồi xe có trang bị một chiếc đầu đĩa DVD này. Đó, đầu đĩa DVD cộng với lại có trang bị bản đồ dẫn đường, định vị GPS. Rồi có cả rảnh tay nghe gọi. Bên đây thì nó có một cái bảng hiển thị đồng hồ này. Đầy đủ như các anh nhé. Và chiếc này thì có không có cam lùi. Đấy, bác nào mà cần lắp cam lùi thì có thể em sẽ hỗ trợ cho bác một cái cam lùi. Hoặc là các bác có về có thể tự lắp cam lùi. Đây. Đấy. Có khe cắm điện 12V, hai khe cắm điện này, cổng kết nối USB, AUX đầy đủ đấy các anh nhé. Tay nắm số của em nó thì quá đẹp luôn rồi. Đấy, quá đẹp luôn rồi. Đây, khóa điện này. Đấy, điều khiển khóa cửa từ xa nha quý cô bác chị nhá. Táp lô của em nó đây ạ. Đấy, cho các bác cùng xem. Táp lô thì quá chất luôn rồi. Đó, quá chất quá đẹp luôn rồi. Con này thì trần cũng là trần chỉ thêu 3D chống nóng đẹp sạch sẽ đây rồi các bác nhé. Đấy, vì thời tiết bây giờ miền Bắc nó đang vào tầm khoảng 40 độ C. Và các bác có cái trần này rồi thì điều hòa đi nó cũng sẽ bớt nhiệt đi. Đó, bớt nóng đi và điều hòa nó đỡ phải chạy liên tục. Vì là nếu mà trần thường của nó thì rất là mỏng mà các bác bật điều hòa thì điều hòa thậm chí là sẽ làm việc liên tục luôn và rất là tốn nhiên liệu đây. Đúng không ạ? Xe bao đẹp luôn cho toàn thể các bác này, kệ thì tay đầy đủ đây các bác nhé. Kệ thì tay. Sau đây thì nó là cái khay để cốc này. Dưới đây cũng nó là một cái rốn bên trong đây. Cái khay này thì là khay lắp thêm các bác nhé, khay lắp thêm. À, cái kệ thì tay này này. Cái kệ thì tay này là kệ thì tay lắp thêm. Đây ạ. Đấy, đựng đồ này. Cái thì tay rất đẹp luôn cho các bác luôn. Đây, tổng quan trần đây nhá quý anh chị nhá. Đấy, cho các bác cùng xem luôn. Tổng quan trần đây của em nó đây. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn đây các bác nhá. Chưa hề có một nốt vặn. Táp ly táp lô quá đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý anh chị luôn rồi. Đấy, đây chúng ta sẽ xem phần đuôi cốp phía sau. Xem kìa. Đuôi cốp phía sau nhá quý anh chị nhá. Đây nữa. Tất cả hai bên máng nước phía sau đây các bác nhé. Đấy. Còn nguyên ốc đinh tán của nhà sản xuất này, vuông vắn đẹp. Cốp phía sau thì rất là rộng đây, bên này cũng vậy. Đúng không ạ? Ốc đinh tán của nhà sản xuất này, nắp cốp đây.
cho các bác cùng xem luôn. Phẳng lừ luôn các bác nhá, máy số zin hết. Đấy, tất cả những cái tấm nỉ này cũng còn nguyên zin hết đây. Lòng cốp phía trong này thì còn sáng choang đây các bác nhá. Đây ạ. Đó. Chưa hề bị bong chóc sơn hay là về rỉ sét. Lốp dự phòng đầy đủ này. Phía trong đây thì đây ạ. Phía trong đây thì nó là cái hộp đựng đồ, trong đây có kích lốp này, tròng mở lốp và một đầu kéo cứu hộ nha quý anh chị nhá, đầy đủ hết. Lòng cốp đây, mới đẹp cho các bác luôn đấy ạ. Đó. Đèn hậu phía sau đây cho các bác cùng xem này. Trong sáng đẹp và hệ thống bên dưới này là toàn hệ thống đèn led hết rồi nha quý anh chị nhá. Bên đây cũng vậy này, toàn bộ là hệ thống đèn led hết. Con này biển Quảng Ninh 31142, lốp láp đẹp, là răng lốp đẹp 4 bánh luôn các bác nhé, như mới luôn đây các bác nhìn này, gai bên cạnh này vẫn còn nguyên đây. Đó. Cánh cửa thì quá đẹp luôn rồi, đúng không? Tắp ly tắp lô đẹp cho các bác luôn, keo chỉ zin hết. Con này thì vẫn bao check hãng cho các bác thoải mái luôn, các bác mang thợ thuyền đến kiểm tra cũng như là mang check hãng toàn quốc nha các bác nhé, bao check hãng luôn, các bác cứ mang ra hãng check thoải mái trước khi mua xe bên em. Và bên em mua bán xe thì đều có giấy cam kết cho toàn thể các bác luôn, đây tắp ly đây ạ. Tắp ly tắp lô, rồi những khe cửa đều có những cái hộc để nước, rồi có những cái loa bát cỡ lớn các bác nhé. Đây tắp lô của xe đây. Túi khí này và một túi khí tích hợp trên vô lăng nhé quý chị nhá. Đây nữa. Rồi bên dưới đây thì nó cũng có khe cắm USB đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Đấy. Tất cả các phím chức năng hoạt động bình thường, và đây nó là cái khe cắm thẻ cạc đây các bác nhá. Đây. Đó. Khe cắm thẻ cạc đây cho các bác cắm thẻ đây nghe nhạc. Đó. Hoặc là thấm cắm SIM. Rồi đây thì nó có một cái bảng hiển thị đồng hồ để các bác đi các bác có thể xem giờ trên đây được. Lót sàn chỉ theo vào đây đẹp. Chi tiết rồi. Có thể trang bị động cơ 1.4. Bây giờ thì mời quý anh chị chúng ta sẽ xem chi tiết về cái phần động cơ của chiếc Zio này nhá quý cô bác quý chị nhá. Đây, cho các bác cùng xem phần động cơ của em nó đây. Mới đẹp, sáng choang luôn các bác nhé. Cụm phanh ABS này, chống bó cứng an toàn đây các bác, còn nguyên bút chấm sơn của QC nhà máy đây. Tất cả các chi tiết còn nguyên zin luôn. Đây ốc chân máy đây các bác nhé. Đây. Ốc chân máy đây, cục cao su đây cũng còn nguyên zin của nhà sản xuất luôn. Máy số zin đét luôn. Và chiếc này thì ắc quy còn xanh led đây các anh nhá. Ắc quy từ thay năm 2020 đây. Đấy, còn xanh led luôn cho các bác luôn. Hai bên máng hai bên này. Đấy, còn nguyên logo dập chìm của hãng đây nhá quý anh chị nhá. Đây cho các bác xem cả bên đây nữa. Đúng không ạ? Logo dập chìm của hãng này. Ốc cabo thì đây, chưa hề có một nút vặn luôn nhá, chưa hề có một đốc nút động cà lê vào led luôn. Zin đét cho các bác luôn, nắp cabo phẳng lừ đây ạ. Đấy, tất cả các lỗ đây cho các bác cùng xem đây. Tròn xoe luôn. Bên đây cũng vậy này. Đấy, logo dập chìm của hãng này. Đây. Ốc cabo zin đét luôn cho các bác nhé. Chưa hề có một nốt vặn nào luôn. Chiếc này động cơ trang bị 1.4 thì nó sẽ lanh quanh vào tầm cỡ khoảng 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp cho toàn thể quý cô bác quý chị. Đây ạ, tất cả những cái ốc khóa này. Còn zin đét luôn, máy móc sáng choang rồi, về sẵn đổ xăng và đi thôi các bác nhé. Bao check hãng toàn quốc cho toàn thể quý anh chị, hỗ trợ trả góp vay vốn ngân hàng cho các bác 60% giá trị xe cho một chiếc Zio 2015 này đấy ạ. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã làm video chi tiết về chiếc Zio 2015 phiên bản số tự động. Động cơ trang bị chiếc xe này là 1.4 nhập khẩu và giá chào bán gửi tới toàn thể quý cô bác các chị là 395 triệu đồng. Vậy quý con chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Zio 2015 số tự động nhập khẩu như này thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua số hotline là 0984883950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe. Quý chị nào mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm hình quả chuông, bật thông báo cũng như là xem trên fanpage thì các bác hãy vào bấm like share và bật thông báo nhé quý chị nhé, để không bỏ lỡ những buổi livestream báo giá của em vào lúc 7 giờ buổi tối. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Komodo. Hẹn gặp lại quý cô bác chị vào buổi giờ buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.